Thanh lọc gan bằng nước ép củ dền thì mình uống vài ngày liên tục, hai cách cách ngày vậy. Chị Nguyễn Jonan ơi, nếu như mà chị muốn thanh lọc gan ấy thì chị không nên làm mỗi nước ép củ dền đâu chị ơi, chị làm bài bản đi chị. Thứ nhất là em có những lộ trình sau để cho hỗ trợ chị thanh lọc gan. Nếu là lộ trình miễn phí thì trong cái quyển sách nước ép trị liệu của Emma có một cái thực đơn, đó là 7 ngày thanh lọc gan. Chị nên áp dụng cái thực đơn đó để chị đạt kết quả tốt hơn, mình làm cho nó hiệu quả, đúng không chị? Hạn chế phản ứng phụ đấy. Vì củ dền nó cũng tốt cho quá trình thanh lọc gan, nhưng mà thanh lọc gan của chúng ta không phải là mỗi củ dền đâu, nó phải là cả một cái chế độ ăn trong ngày nữa thì đạt được hiệu quả cao. Thứ hai, nếu như mà chị muốn lộ trình là mà có người hướng dẫn cho chị, hướng dẫn hàng ngày chi tiết đấy, để cho chị đạt kết quả tốt nhất, thì chị có thể làm cái lộ trình 10 ngày detox của mình đấy, lộ trình chuyên sâu. Thì có hai cái lộ trình đó để chị đạt kết quả tốt về thanh lọc gan. Nếu như mà chị, cái gan của mình chỉ là thanh lọc đào thải độc tố để phục hồi năng lượng thì ok, rất là tốt. Nhưng mà những anh chị và những người bị bệnh viêm gan A, viêm gan B chẳng hạn, gan bị virus hay cái gì đó, hay gan nhiễm mỡ, hay là men gan cao, thì mình có một cái lộ trình chuyên sâu là 6 tuần để mình thanh lọc gan. Và những cái người mà đang có những cái vấn đề viêm gan ấy, mọi người nên làm cái lộ trình 6 tuần để thanh lọc gan, thì chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả cải thiện chữa lành gan của mình nó sẽ tốt hơn. Bởi vì để mà thanh lọc gan của chúng ta ít nhất là khoảng 90 ngày cơ. Đấy, 90 ngày là 3 tháng cơ. Cái thời gian mà chúng ta thanh lọc ngắn ấy là những thời gian gấp rút. Đấy, có những người mình làm ngắn còn hơn là có những người không làm, đúng không ạ? Nhưng nếu chúng ta muốn đạt được kết quả tốt hơn nữa thì chúng ta cần thời gian dài hơn. Thì Emma có một cái lộ trình chuyên sâu cho thanh lọc gan rất là hiệu quả. Đấy, lộ trình đó cũng chữa lành cho rất nhiều các cô, các bác và những người bị bệnh thành công. Đấy, đặc biệt là những ai bị viêm gan A, viêm gan B, viêm gan virus ạ. Sau khi làm cái lộ trình 6 tuần thanh lọc gan chuyên sâu bằng chế độ ăn thiên về thực vật thì cái sự phát triển của virus nó không phát triển nhanh nữa. Đấy, và lâu về dài họ sẽ được cải thiện rất là tốt. Đấy ạ. Cho nên anh chị em mình cố gắng nhé. Mình có giải pháp rất là chi tiết rồi. Cho nên là Nguyễn Jonan ơi, em nhắn tin vào fanpage để em làm sao áp dụng lộ trình cho nó phù hợp để em đạt kết quả, đúng không? Vì em đang muốn thanh lọc gan để cải thiện kết quả thì mình chọn cái lộ trình nó hiệu quả cho mình làm cho nó phù hợp hơn. Chị Phạm Hồng, em chào chị nhá chị ơi. Đấy. Rồi chị, củ dền nên uống một tuần bao nhiêu lần là tốt à chị? Củ dền, chị Hồng ơi, chị uống củ dền nhiều chưa? Đấy, chị uống nhiều chưa? Chị uống nếu cho em hỏi một số những thông tin, bởi vì như em đã hướng dẫn với anh chị em mình rồi, tất cả các công thức liên quan đến nước ép hay chế độ ăn nó phụ thuộc vào cơ thể của chúng ta. Đấy, không ai là giống ai. Có những người họ uống nước ép củ dền, ví dụ như họ uống một ngày họ cảm thấy khó chịu, có những người họ uống hàng tuần họ cảm thấy người họ rất là khỏe. Đấy, theo cái phương pháp chữa bệnh ung thư đấy của một số những bác sĩ mà em đang nghiên cứu, những bác sĩ chuyên về phương pháp cơ thể tự chữa lành, ví dụ như bác sĩ Bruce thì trong khoảng 42 ngày uống nước ép củ dền theo một số các công thức, các nguyên liệu khác. Còn đối với bác sĩ Gerson, những liệu pháp mà chữa bệnh ung thư, hay là bác sĩ Ivan người Úc cũng thế, họ cứ uống đến khi nào họ cải thiện chữa lành căn bệnh của mình thì thôi. Thì cái củ dền này nó rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta có thể dùng lâu dài được. Cái quan trọng là chúng ta, cái liều lượng chúng ta sử dụng như thế nào và cái chế độ ăn hàng ngày của chúng ta ra sao. Đấy, và chúng ta phải học cách lắng nghe cơ thể của mình để chúng ta thay đổi cho nó phù hợp. Đấy, thì khi mà chúng ta áp dụng các phương pháp, cái chế độ mà bổ sung nước ép, chúng ta nên cân bằng và đa dạng. Cái công thức củ dền nó rất tốt cho gan, tốt cho gan, tốt cho máu. Cho nên cái thời gian mà chúng ta uống nước ép củ dền ấy, một trong những thời gian hiệu quả nữa, đó tầm buổi trưa của chúng ta là cái thời gian bắt đầu tốt cho máu. Đấy, máu và tim máu của chúng ta. Đấy, nên theo cái phương pháp của bác sĩ Ivan người Úc, là ông cho bệnh nhân của mình uống nước ép củ dền cà rốt, cần tây vào bữa trưa, theo cái phương pháp thanh lọc thâm tâm của thầy gì quên mất tên nhỉ, thanh lọc thâm tâm ấy, của chánh niệm ấy, thì là thầy cũng cho uống cái công thức màu đỏ vào bữa trưa. Và theo cái nghiên cứu về y học Trung Đông, phương Đông, thì cái liên quan đến âm dương đấy, y học ở Trung Quốc ấy, thì cái màu đỏ nó tốt cho tim mạch, thì cũng uống nước màu đỏ vào tầm giữa trưa nó cũng rất là hay. Đấy, nhưng mà cái quan trọng của Emma mà đưa cho anh chị em mình cái giải pháp để cải thiện sức khỏe là cái sự cân bằng và tổng thể. Đấy, để anh chị em đạt được kết quả nhanh nhất. Đấy ạ, chứ nó không cứng nhắc vào thời điểm nào, miễn là sao trong ngày mình phải cân bằng dinh dưỡng, mình đa dạng thì mình sẽ đạt kết quả nhanh hơn. Đấy ạ, cho nên là chị Hồng nhé,